Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình lại sắm một con búa mới để làm các bạn ạ. Đây khui hộp con EDT 400. Mới cứng luôn. Rồi đóng xong rồi. Bạc này có cái hay nhưng cũng có cái dở. Đấy. Cái này có một màu trắng à chú? Cái loại này có một màu trắng tất từ to đến bé. Đấy, từ to đến bé chỉ có một loại màu thôi. Đấy, bây giờ đang đóng chốt, đóng chiếc này. Đấy, đầy đủ này. Đây bông hút ẩm à? Ồ, đầy đủ luôn. Không thiếu phụ kiện gì. Bảo hành 6 tháng. À tí anh còn cái đầu 1 năm. Bảo hành 1 năm. Còn cái đầu này con. Đây, búa bên công ty Tùng Linh. Đang lắp cho mình nhé. Bằng tan thế. Không. Em xin cái đầu này này, một cái đầu này để em nối hai cái ống này này. À không, cần phải nối, em có đầu bịt mà. Có đầu bịt rồi. Bốn cái đầu bịt đúng không? Hay hai? Hai cái đầu bịt, tiêu hai cái đầu bịt ở đây luôn. Là bốn cái. Đấy, có đầy đủ hết. Đây. À, mình thích dùng búa ET các bạn ạ. À, giá vừa phải mà dùng rất là ngon. Mình cũng bắn dòng này nhiều rồi. Đây, khui hộp luôn. Rồi. Chảy đình còn bọc nguyên này. Búa phá đá Tùng Linh đây. Đây còn một cái chảy, một cái bình nitơ. Bình nitơ, một thùng đồ nghề trong nó thùng có đồ nghề phớt. Này. Phớt đây. Đây phớt đúng không? Đây. Khóa dầu. Phớt khóa dầu đấy, đầy đủ luôn. Cờ lê mỏ lết đầy đủ luôn. Đồng hồ bơm khí. Đây đồng hồ đây. Đấy, đầy đủ luôn. Đồng hồ này mua giờ những tiền không đấy chú ạ. Đấy, đồng hồ bơm này. Không thiếu gì đầy đủ các bạn. Làm sao mà bắn phải lõm hết gầu là được. Hành 1 năm. Đây đang lắp đặt tận nơi luôn. Đấy. Phụ kiện của một con búa này thì gồm hai cái đinh. Hai cái đinh. Một heater, một thùng đồ nghề. Bên trong thì có phớt phiếc, đồng hồ, đồng hiếc đầy đủ các bạn ạ. Đinh 400. Đây, thông số kỹ thuật con này nặng 263 cân. Ôi, bắn thử đây. Đây này, cào miếng sắt này ra mà bắn này. Thử đất trước đi. Ôi, rồi, từ. Quấn dây rồi, rồi. Đấy, dây dợ đầy đủ luôn các bạn. Được rất là hữu nghị lắp cho. Chưa mở van sao ấy. Cắm ngay đất này, anh cắm ngay đất này. Cắm đất này. Chân đạp này có lúc bỏ đúng không? Vậy là bắn bằng chân hay bắn bằng tay đấy? Bắn bằng tay không được à? À, quả EDT các bạn ạ. Dã man luôn. Đây. Nó đã có chân đạp rồi thì
khả năng dùng chung với chân đạp rồi. Đấy, đầy đủ một cuộc tình các bạn. Cú búa con này đâu đó có giá là khoảng búa này bao tiền anh nhỉ? 33 triệu. Khoảng 33 triệu. Đấy, 33-34 triệu rồi. Em lắp có cần giá đâu, cứ bảo lắp là được, không cần hỏi giá. Nó tích hợp cái tay kia, nó cả tay cả chân. Phải chuyển nào, chuyển sang cái búa. Tự bắn luôn á? Máy hiện đại tự bắn luôn kìa. Đấy. Đấy các bạn ạ, đấy, lắp đặt bây giờ là khi lắp đặt xong rồi thì sẽ bắn thử để xem là búa nó nổ không, có ngon lành không. Đấy, xuất sắc. Anh có mỡ, anh bơm mỡ vào đi không ạ, nếu mà làm ạ. Không, thôi mỡ về nhà bơm vì là chưa làm. Bây giờ có, bây giờ là có cách nào để cho nó không bị chảy xước ở đây không? Anh bán búa anh chia sẻ hay nào. Thế là anh đi bọc lại bọc lại cơ. Lại rúm lại mang về. Ok, vậy là xong rồi đúng không ạ? Bọc lại cái cuốn băng mà là nó hết rồi. Lại như mới cơ. Còn không nữa là không cần dùng đúng không chú? Đấy. EDT. Búa này có một màu. Ồ, rất là đẹp. Thôi để lui ra kia đi, để anh bàn giao đồ cho. Một cái đinh. Đây, đủ đồ này, đồ chơi luôn. Bình nitơ, bình oxy các kiểu đây. Chắc chả bọc luôn đâu chú ạ. Không cần bọc đâu. Chùm làm gì? Mang về để dùng luôn, còn sợ chảy nữa gì nữa. Trêu chú tí rồi. Bọc làm gì nữa? Tùng Linh cung cấp là 2 đinh. Đấy. Anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ nhá. Đầy đủ đấy. Giới thiệu đây. Đây là cái gì đây? Cái này là cái gì hả chú nhỉ? Đây cái chốt đinh, chốt dự phòng. Rồi, chốt dự phòng. Nó đứt thì là có 4 chốt nhá. Cái những chốt cái này là đầu bịt. Đầu bịt anh em nhá. Đầu bịt vào đây này. Để khi mà mỗi lần xong xuôi là bịt vào cho nó sạch sẽ, nó không bẩn. Đấy. Đây. Phớt phèo này. Bộ dòng phớt này. Đây là cái khóa phá khóa ốc, khóa siết ốc. Khóa siết ốc này, khóa những bù lông này. Đây là một cái đồ để đóng này, cột đóng đinh này. Đấy. Đầy đủ luôn. Đây. Cái tên là phần vú mỡ. Đây là vú mỡ này. Vú mỡ. 19-22-30-27 là tio này. Đủ hết, đồng hồ vũ khí. Đây là đồng hồ này. Đấy. Dây van. Cái kia là dành cho anh em nào mà yếu quá thở oxy nhá. Đấy. Ok, như vậy là công ty đã lắp cho mình một cái búa khá là xịn sò và đẹp đấy các bạn ạ. Đấy, anh em nào có nhu cầu búa EAT đẹp thì có thể liên hệ với bên công ty nhá. Đây giấy tờ đây, chắc là vào kia anh ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ ký giấy tờ và thanh toán nữa là xong các bạn. Rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tiếp theo nha.